khi cưới không phải là bóc voi à, đấy không phải là chắc voi, đấy là không phải là chơi bời à, tại vì anh không có xác định cái gì cả, anh không có trách nhiệm luôn, anh không có đúng không, chịu rồi phải không, chịu, anh không chịu, có trách nhiệm gì nữa không. Anh thấy là khi yêu thì mình nên thoải mái, bởi vì khi mà mình cứ xét nét người ta ấy thì dễ chia tay lắm. Anh thì anh không thích thế, yêu thì mình hết mình thôi, yêu mình hết mình, cứ yêu người ta hết mình thôi, còn đến được với nhau hay không thì nó là nhiều, nó ảnh hưởng nhiều yếu tố. Bởi khi yêu nhá, yêu hết mình cái gì, trong khi là anh nói là anh cứ yêu thôi, anh đề phòng rồi là anh đi thế này thế kia, xong rồi đề phòng là mình không yêu họ hết mình thôi. Thế là về tình yêu sao? Tình yêu thì để nghĩ coi, tình yêu à? À ý là chắc lại nghĩ thì năm vừa rồi như thế nào? Ừ, thì đây anh sẽ trình bày nó như thế nào, anh trình bày như nào cho nó logic và hợp lý. Để em gợi ý, tức là năm vừa rồi anh có trải qua mấy mối tình, nó đã năm thất vừa bại rồi thì là... như này, tức là anh không biết là do tiêu chí tiêu chuẩn à không, cái này thì nó liên quan, nó dài lắm, nó rất là dài, không biết là kể thì nó có bị dài quá hay không, vì là trước kia anh có một mối tình nó rất là đẹp. Nó đẹp đến nó phải gọi là rất đẹp. Đấy. Và trước kia là bao giờ, khoảng thời gian bao nhiêu năm trước? Bọn anh chia tay là vào tháng mấy ta? Bọn anh chia tay là vào từ từ để anh nhớ lại đã. Hồi đấy anh còn học học đại học thì là năm 3 đại học. Năm 3 đại học là anh là năm bao nhiêu ta? Năm 3 đại học à, hình như là 2016 hay là 2018 thì phải, anh nhớ là 6 hoặc 8 thôi, tại vì nó cũng lâu rồi, thì anh nhớ là 6 hoặc 8 thì là, hình như là 2018 thì phải. 2018 thì anh gặp được người đấy, và kiểu trước đấy thì anh chả có gu đâu, nhưng mà đến khi gặp được bạn đấy ấy, thì tất cả những cái gì quan niệm về gu của anh chính là bạn đấy luôn ấy. Thì nói chung là kiểu chưa có một ai mà yêu anh như bạn đấy, và cũng chưa, anh cũng chưa yêu anh nhiều như yêu bạn đấy luôn. Thì nó là một cái tình yêu rất là đẹp, tại vì là kiểu nó giống như kiểu là hai người hợp, quá hợp nhau ấy, kiểu vậy. Thì đối với anh người đấy rất là hoàn hảo. Thế là kéo dài được bao lâu? Được 2 năm thì được 2 năm thì chia tay. Thì em biết đấy, xu hướng sau khi chia tay thì anh luôn muốn tìm một cái con người nó hoàn hảo như thế. Thế là anh sẽ nâng cái tiêu chuẩn của mình lên đúng không? Anh sẽ mong không, tức là anh tìm kiếm những người con gái mà có những cái tố chất của người con gái đấy. Cụ thể là kiểu tố chất là gì? Ví dụ như là có một cái mà anh tìm kiếm bao nhiêu cô gái không có, đúng một cái tố chất rất là đơn giản thôi, đó là không dại trai. Nó rất là đơn giản thôi, tức là ví dụ nhá, anh làm ví dụ này, có những cô gái thì họ đam mê idol Hàn Quốc các thứ, đương nhiên là cái sở thích của họ thì anh không có ý kiến gì cả, nhưng họ sẽ kiểu chồng yêu ơi, ui chồng tao đấy, ui các thứ, thề luôn, anh không thể chấp nhận được cái kiểu đấy ấy. Kiểu ui anh Trung Quốc được. Anh không biết nữa, thì anh không thích cái kiểu đấy, tự nhiên bây giờ người yêu mình gọi một thằng khác làm chồng. Em đoán là kiểu như là anh cảm giác là tức là anh tức là cái tính sở hữu của anh rất là cao, nên là anh không thích người khác, không thích bạn ấy kiểu liên quan đến, tức là đến anh tức là khi mà anh yêu cái bạn kia ấy, thì trong mắt bạn kia anh là ưu tiên số 1, và trong mắt anh thì bạn kia là ưu tiên số 1, không có một ngoại lệ nào hết, tức là một là bạn ấy và tất cả những người khác là những người bình thường như nhau hết, sẽ không có một người nào đặc biệt như bạn đấy. Thì kiểu nó sẽ kiểu như thế. Đây nhá, bây giờ anh đang ví dụ là một người yêu anh gọi anh là anh yêu các thứ, nhưng mà lại gọi một thằng khác là chồng, thì cái sự đặc biệt nó đâu phải là kiểu một mình anh, kiểu vậy ấy. Anh không, đấy nó kiểu thế. Anh cứ nói đi được chat, kệ mọi người đi, cứ đọc, anh cứ nói đi được chat, không cần đọc đâu. Tao ngồi nói chung là đấy là một cái ví dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái, tức là rất là nhiều những người con gái sau này anh gặp, anh quen thì nói chung anh nghĩ đấy là một cái tinh tế, tức là đương nhiên rồi, trong mắt của người bạn đấy sẽ có những cái người mà họ sẽ đẹp trai, họ sẽ tài giỏi,
và họ sẽ hâm mộ. Nhưng mà cái cách xử lý của người kia ấy, là người kia luôn luôn đặt anh lên đầu ấy, khi mà nói về những người khác, người ấy kiểu luôn 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 kiểu dành một cái tình cảm cho anh ấy, còn những người con trai khác trong mắt người đấy nó không không là gì luôn ấy, kiểu kiểu vậy. Thì cá nhân anh cũng thế, cá nhân anh khi yêu cũng thế. Cá nhân anh khi yêu thì một là người yêu mình, hai là những người con gái khác, nó chỉ là một cái người rất là bình thường thôi. Đơn giản là một cái việc rất là đơn giản mà anh luôn luôn tự nhắc đi nhắc lại bản thân mình. Anh thì anh không phải là khắt khe hay kỷ luật gì, nhưng mà trước giờ anh yêu ai cũng vậy. Đó là kiểu một cái ví dụ rất là đơn giản, là ví dụ như là anh mà bước xuống một cái xe thì anh sẽ chỉ mở cửa cho người yêu anh thôi. Còn kể cả anh đi với một cô gái nào đó, anh không bao giờ anh mở cửa cho họ. Kiểu ví dụ như là anh muốn người con gái, người yêu của mình phải thực sự là một người đặc biệt, phải khác biệt hoàn toàn so với người con gái còn lại. Còn ví dụ như là khi mà anh xuống xe mà anh cũng, người yêu anh cũng mở cửa xe, cũng che ô, người con gái kia anh cũng mở cửa xe, cũng che ô, thì cái việc mà anh sẽ cảm thấy là thế thì cái người con gái mà mình yêu nó có gì khác biệt so với những người con gái còn lại. Đấy, thì khi mà anh yêu cái bạn kia ấy, thì bạn kia luôn luôn làm cho anh có cái cảm giác đấy, anh là người cực kỳ đặc biệt và khác biệt hoàn toàn so với những người con trai còn lại. Và anh yêu người đấy cũng thế, tức là bạn nữ đấy sẽ là ưu tiên số 1 và không có một ngoại lệ nào khác. Tất cả những người con gái khác anh có thể phũ, anh có thể chửi họ, anh có thể mặc kệ họ, trời, không còn quan tâm. Thật, anh thật, có những người anh bảo là cút các thứ kiểu không, mình cũng không nên nói như thế. Nói chung là mình cũng lạnh nhạt đúng không? Thì đúng rồi, mình sẽ rất là lạnh nhạt luôn đấy. Mình sẽ không bao giờ, thậm chí là xin các thứ là chuyện bình thường, xin tin nhắn các thứ là chuyện bình thường, tại vì mình muốn cái điều gọi là đặc biệt nhất cho cái người con gái của mình. Thì đấy là một cái câu chuyện nó khá dài, và kể chi tiết thì nó còn nhiều hơn. Đấy, thì sau khi cái người đấy nhá, thì anh có yêu một vài người rồi, nhưng mà những cái người con gái đấy nó không có được cái tố chất đơn giản chỉ là mình là ưu tiên số 1 thôi. Ví dụ nha, có một cái ví dụ nữa đi. Giả sử bây giờ em buồn đi, em có người yêu, em buồn, thì em sẽ tìm đến người yêu hay em sẽ tìm đến hội bạn thân để cả lũ cùng đi quẩy, đi bar, đi uống rượu, đi xả chết. Ví dụ như anh ấy, khi mà anh có người yêu mà anh buồn thì ưu tiên giải trí số 1 đương nhiên sẽ là người yêu. Anh sẽ tìm đến người yêu, anh sẽ tâm sự, ôm người yêu và ngủ hay là làm cái gì đấy. Còn có một vài những người anh quen, khi mà họ buồn ấy, không phải là họ tâm sự với mình, họ sẽ gọi hội chị em, họ đi uống, đi chơi, đi xả stress. Chị em mà đâu phải là thằng khác đâu. Thì mình không phải là ưu tiên số 1, em hiểu không? Mình không phải là ưu tiên số 1, bạn bè là ưu tiên số 1. Còn đối với anh thì sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì anh mới ưu tiên bạn bè, bởi vì anh không còn tin vào tình yêu nữa thì anh mới bắt đầu ưu tiên bạn bè. Còn trước đó thì anh luôn luôn ưu tiên người yêu mình hơn bạn bè, nhưng mà sau này thì mọi thứ được sắp xếp lại. Anh sẽ ưu tiên bạn bè hơn bởi vì anh không còn niềm tin vào tình yêu nữa, kiểu kiểu vậy. Nên nếu mà anh yêu đúng người thì anh vẫn sẽ ưu tiên người đấy đúng không? Thì đúng rồi, nhưng mà em nghĩ là em thì không biết là anh đã lý do tại sao anh lại bị như thế, nhưng mà cái sự tuyệt đối đấy là em cũng bị, nhưng mà em bị do là em bị thiếu cảm giác an toàn ấy. Em thiếu cảm giác an toàn. Ngày xưa em có đăng cái câu này, em nhớ là em có đăng lên story, không biết đăng story hay đăng hẳn lên trên Instagram ấy, nhưng mà em có đăng một câu đấy là bởi vì là cái câu đấy là chỉ là đăng cóp trên mạng thôi nhá. Nhưng mà tuyệt đúng đấy là kiểu như là bởi vì gì nhỉ, bởi vì thế giới của tôi rất nhỏ nên là khi anh ấy bước vào thì anh ấy là duy nhất ấy. Tức là đối với em là em cũng muốn người đấy là duy nhất với mình, và mình cũng là duy nhất với người đấy. Và mình cũng là ưu tiên số 1 ấy, bởi vì cái ưu tiên số 1 đấy mà em rất là khó để yêu ai, bởi vì em cảm giác là thì đấy anh cũng rất khó để yêu ai, bởi vì anh có tìm được những người ưu tiên mình số 1 đâu, họ vẫn luôn có những cái họ ưu tiên hơn mình, và điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu và anh không thể yêu họ được lâu. Tức là trong cái quá trình anh yêu họ, anh phát hiện ra là mình không phải là ưu tiên số 1. Thế là bắt đầu anh chán dần, cuối cùng anh chia tay, thế thôi. Nhưng mà em đoán nhá, em đoán là cái việc mà anh kiểu rất là cần cái sự tuyệt đối đấy á, là do có bạn Đức Anh like, tại vì sao nhá. Tức là em đoán là cái sự gì nhỉ, cái sự kiểu tuyệt đối đấy á, nó cũng sẽ giống em ấy. Tức là mình cảm giác là cần an toàn. Không biết là có phải là do anh cảm giác anh từ nhỏ anh lớn lên, anh có cái biến cố gì mà liên quan đến liên quan đến cảm tình cảm ấy. Tức là anh có cảm thấy là bị thiếu thốn tình cảm hay gì gì không? Đấy thì hay thiếu thốn sự quan tâm hay gì không ấy? Thì anh nghĩ là cái đấy là sẽ, cái những cái gì em nói anh thấy nó khá là hợp lý. Từ bé trở đến lúc hiện tại, đến lúc lớn như bây giờ thì anh không cảm nhận được sự thiếu thốn, nhưng mà chắc chắn là những cái tính cách mà hình thành anh hiện tại nó là do thiếu thốn tình cảm. Tại vì em cũng bị như thế nên là em khá là hiểu tại sao. Đấy, thì hồi bé lúc nào mẹ anh cũng cố gắng yêu anh
chắc bói đấy nhiều hết mức có thể để mà khỏa lấp lại cái khoảng trống của bố anh để lại ấy. Nhưng mà anh thì anh chả cảm nhận được gì, nhưng đến lúc lớn lên thì anh nghĩ nó hợp lý thôi. Anh nghĩ là những cái tính cách mà anh đang có hiện tại là do hồi bé anh thiếu thốn tình cảm, hoặc là cái cách mẹ anh yêu anh không cảm nhận được thôi ấy. Này có gì đó sai sai, gặp A Ghiền trên kênh ai thế này mặt cười. Không cảm nhận được thì cũng không đúng, anh cũng có cảm nhận được thì anh cũng ngoan chứ không anh chả hư rồi. Tại vì anh là một người trẻ trâu mà, anh là người ham chơi mà. Nếu như mà anh mà không chín chắn, anh mà không có lập trường vững vàng thì anh nghĩ là anh hư rồi. Bởi vì là từ bé anh đã giao du với rất là nhiều những con người nó không được tử tế cho lắm, kiểu chơi bời các thứ. Mà căn bản là chắc là anh vẫn giữ được một cái lập trường, hoặc tại là... vì anh vẫn còn nghĩ cho mẹ mình. Hoặc là cảm giác đây là em suy nghĩ nhá, tức là cái cảm giác mà mình muốn được quan trọng với một người đấy, như kiểu là giống như là cảm giác mình cần được công nhận ấy. Đúng. cái cần được công nhận là cái chuẩn. Bởi vì nhá, cái này thì nghe nó lại hơi lan man một tí, là bởi vì ở đây không biết là có các bạn nào có xem bộ truyện Naruto không, thì Naruto kiểu là mất cha và mất mẹ ấy, và lúc nào cũng muốn phấn đấu và luôn nỗ lực để được mọi người công nhận ấy, kiểu vậy. Thì nó đúng là như thế mà thì đấy, em cũng bị như thế, là em cũng kiểu bị cái cảm giác cần được công nhận, nên là lúc nào cũng mình phải là tuyệt đối là duy nhất. Thì hóa ra là cái tính cách đấy nó xuất phát từ cái việc đấy à? Đúng rồi đấy, nó xuất phát từ cái việc mà mình cần được công nhận đấy. Ok. Tại vì em suy nghĩ rất là nhiều, tại vì đấy là cái mà cản trở em trong chuyện tình cảm ấy, nên là em suy nghĩ rất là nhiều về cái đấy. Cái đấy cũng cản trở anh trong chuyện tình cảm. Bắt tay. nhưng mà lan ban hơi nhiều ấy, em đang hỏi là năm vừa rồi anh trải qua mấy mối tình cơ mà, ok. Hay là tại vì anh đang là streamer đúng không? Tức là hiện tại là anh đang độc thân đúng không? Nhưng mà trước đấy có thể là anh sẽ bước qua một cái mối quan hệ ở đấy nhưng anh không công khai. Thì em hỏi là năm vừa rồi anh trải qua mấy mối tình? Năm vừa rồi à? Hay là vẫn không công khai được? Năm vừa rồi à? Cái lúc mà mình đi ăn với cả nhóm streamer miền Bắc, là lúc đấy vẫn còn độc thân đúng không? Đúng rồi. Bắt đầu có những cái chuyện trên được khui này. Lúc đấy vẫn còn độc thân. Đúng rồi, lúc đấy vẫn còn độc thân. Sau đó thì bị một vài chuyện là khiến cho mình phải suy nghĩ. Tức là sao lại lan man đấy nhỉ? Anh chỉ cần nói là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình hay là bao nhiêu mập mờ hay là như thế nào thôi mà. Từ đầu đuôi cho mọi người dễ hiểu là để cho mọi người dễ mừng tượng, không mọi người lại tưởng anh là một người như này như kia. Thì mọi người vẫn biết thế mà. Thì sau khi mà mình bị một vài chuyện nó ảnh hưởng thì mình lại bình thường thôi, mình vẫn độc thân bình thường thôi, nhưng mà có một cái là chè ra Hà Nội thì nó lại sang người yêu, nên là cảm giác anh không biết cảm giác khi mà đang ở gần thì xa nó như nào, thì chắc là nói chung là cũng nhung nhớ này kia, và nói chung là anh độc thân một thời gian dài thì anh thấy buồn. Nhưng mà chẳng nhẽ bây giờ mình lại yêu tạm một người để mà mình khỏa lấp cái cảm giác nhất thời lúc đấy thôi, nhưng xong cuối cùng thì mình lại đâu vào đấy, mình lại tập trung vào công việc thì mình chẳng quan tâm người ta được. Thế là chè nó cứ bảo thôi kệ, anh cứ yêu đại một người đi, anh yêu người này người kia đi. Thế là anh có yêu một người, anh cũng có bắt đầu mối quan hệ với một người, thì mọi chuyện đúng như anh dự đoán thôi. Cái thời gian đầu mà yêu họ thì mình cũng hết cái cảm giác cô đơn, mình đỡ chán. Tự nhiên bây giờ về nhà nó không phải là một mình cắm đầu vào cái máy tính nữa, mình lại có người để mà hỏi han mình các thứ. Ở chung luôn hả? Ở chung luôn ý là à, hỏi... nhắn tin ok. Đấy thì xong rồi. Thì đúng như những cái gì anh dự đoán thôi, là một thời gian sau anh lại tập trung vào công việc, và công việc nó xảy ra nhiều biến cố thì khiến cho mình càng phải stress, mình càng phải tập trung vào hơn. Và tính anh ấy thì trước giờ anh không bao giờ chia sẻ một cái gì với ai cả, bởi vì sau cái mối tình 2 năm mà khiến anh yêu rất là nhiều ấy, thì anh cái lúc mà anh chia tay cái bạn kia ấy thì là
là nó giống như kiểu là anh không còn một cái gì trong tay. Ví dụ nhá, em chia tay bạn trai thì em còn có gia đình, hoặc em có tài chính, em có công nghiệp, sự nghiệp, thì nó cái việc chia tay nó sẽ bớt đau khổ hơn. Còn cái lúc mà anh chia tay bạn kia ấy, anh nợ rất là nhiều môn này, công việc anh chưa Ủa, đâu vào đâu, sao nợ công môn? việc Em bảo năm vừa rồi mà. Hay là không, thì anh đang giải thích một tí là tại sao nó lại như thế. năm vừa rồi á? Hay là mối tình đấy bao giờ? Cái mối tình mà anh bảo là đẹp á, thì khi mà anh chia tay với bạn đấy ấy, thì là lúc đấy còn đang nợ rất là nhiều môn này, công việc thì chưa ra đâu vào đâu này, gia đình thì không ủng hộ theo nghiệp streamer này đấy, rồi là tiền không có. Hồi đấy nhá, hồi đấy tiền hồi đấy là anh không xin tiền mẹ nữa rồi, và em phải biết là hồi đấy lương tháng của anh chỉ có 1 đến 2 triệu thôi, thì em nghĩ là anh sống kiểu gì đấy. Nói chung là hồi đấy, hồi đấy là cái hồi mà không có một cái gì, Kiểu suy sụp đúng nói, không? nói chung là tất cả những cái gì tồi tệ nhất của một thằng đàn ông ấy, không có gia đình, không có bạn bè, không có công danh sự nghiệp, không có một cái gì, không có tình yêu, và nó đúng là ở đáy xã hội luôn đấy, nó đúng là ở đáy xã hội luôn đấy. Nhưng mà thực ra thì thế nên là sau, tức là cái người hoàn hảo kia ấy, trước kia cứ có một cái chuyện gì xảy ra là họ cũng đứng ra họ bảo vệ anh, họ cũng định hướng anh, họ cũng bảo anh phải làm thế nào, và kể cả cái công việc livestream này nhá, họ chính là người dẫn dắt anh. Thế là trước đấy anh không, trước đấy anh đâu có làm streamer đâu, trước đấy anh chỉ là một người edit video các thứ thôi, xong rồi bạn ấy bảo là hay anh thử làm streamer đi, xong bạn ấy support anh rất là nhiều thứ về livestream, về hình, về làm những cái thumbnail các thứ, từ những cái đơn giản nhất của một công việc livestream đấy đấy. Xong rồi khi mà anh chia tay, khi mà anh chia tay bạn đấy ấy, thì không còn ai hỗ trợ mình trong tất cả, tại vì mình đang quen với việc là mình mà vấp ngã thì sẽ có người đằng sau lưng mình động viên mình. Bây giờ khi mà mình vấp ngã thì không có một ai xung quanh mình nữa, không có một ai luôn, và mình phải học cái cách mà phải đối mặt với mọi thứ một mình. Thì khi mà anh đã học, khi mà thời gian đầu đương nhiên nó rất là khó khăn rồi, mọi chuyện xảy đến mình tự phải đối đầu với nó một mình, nó khiến cho mình có nhiều cái cảm giác nó sợ sệt, khó chịu, buồn bực các thứ. Nhưng mà khi mà anh đã vượt qua được cái quãng thời gian đó rồi, thì sau này tất cả mọi chuyện mà anh gặp phải ấy, anh có một cái xu hướng là không chia sẻ cho ai cả, bởi vì mình đã có một khoảng thời gian một mình đã vượt qua được tất cả mọi thứ, thì cái áp lực tiếp theo cũng là một cái thử thách với mình thôi, mà mình tiếp tục vượt qua thôi. Nên là sau này những cái khó khăn, áp lực anh không chia sẻ cho kể cả chính người yêu của mình luôn, trừ khi là nó liên quan đến cô ấy, hoặc là cô ấy có thể thực sự là giúp được mình. Ví dụ như anh đang gặp vấn đề về kinh tế, và hoặc cô ấy thì là bên ngân hàng có thể giải quyết được cho mình những cái giấy tờ chẳng hạn, thì anh sẽ kể cho cô ấy, còn không á thì anh sẽ không bao giờ kể là anh đang gặp cái chuyện gì. Mặc dù người yêu, cái người mà anh yêu trong năm nay á, bạn ấy nhiều lần cũng bảo là sao anh cứ sao anh không chia sẻ cho em những cái Thế mà anh đòi là vị trí người ta là anh là đòi vị trí ưu tiên nhưng anh lại không kể. Ủa alo, anh có thấy mâu thuẫn không? Anh có thấy mỹ kỷ không? tại vì anh, khi mà anh nói ra người ta không giải quyết được vấn đề gì cả, đúng không? Nhưng mà cái việc chia sẻ nó không nhằm mục đích là để giải quyết vấn đề, tức là nó có Đấy, thể là sự chia sẻ thôi, cái sự để, tức là họ tại vì họ á không giúp tại anh, họ không giúp được anh trong cái vấn đề mà anh đã gặp phải. nhưng mà vấn Thì đề là thông cảm cho nhau thì dễ nói chuyện hơn, bởi vì nhá, nếu anh không nói ra thì người ta sẽ kiểu người ta sẽ không hiểu được, và người ta nghĩ là anh đang xì chết đúng không, người ta sẽ nghĩ anh kiểu như là anh vô tâm, hay là anh không có để ý đến người ta hay gì gì đấy. Ta tự dưng hôm nay anh rất là mệt mỏi, sau anh về anh nói chuyện kiểu cọc cằn này kia người ta không không hiểu, thế không sao thế? không nhá, anh mệt mỏi nhưng anh không cọc cằn đâu nhá. Những cái gì anh mệt mỏi thì anh sẽ giấu, tức là người ta sẽ không biết anh mệt mỏi đâu. Tất cả những cái gì anh cần chỉ là một cái ôm thôi, chỉ thế Thì thôi. Anh đấy, về tức là anh anh vẫn cần một cái gì đấy, anh vẫn cần sự quan tâm nhưng anh đều nói ra, anh có thấy kiểu anh vô lý anh không? chỉ cần ôm thôi là anh đủ Nhưng mà sức để anh tiếp tục đối mặt với nó rồi người ta không không biết cái điều đấy sao? đấy. Thì sau rồi tiếp tục anh lại đâm đầu vào công việc và giải quyết những cái rắc rối, những cái trouble trong năm nay thôi, và dần dần thì mọi thứ nó, cái tần suất nhắn tin rồi là tần suất gặp nhau ít đi. Nhưng mà lý do chia tay là vì à, nhưng mà từ từ đã, là quen nhau trong bao lâu á, tức là cái mối quan hệ trong năm vừa rồi á, là quen nhau trong bao lâu? Anh nghĩ là Anh nghĩ 4 tháng. là chẳng phải có một con số cố định chứ, ngày 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 tỏ tình và ngày chia tay chứ Không có tỏ sao, tình, không có tỏ tình. không có tỏ tình. Cứ thế là yêu thôi. Ủa, thế lấy cái gì đấy để khẳng định là người yêu nhau rồi?
anh chả biết nữa, tại vì không có tỏ tình. Anh tồi rồi đấy. Bác cả, bác cả nói ạ. Ôi, bây giờ anh muốn là người yêu của người ta, hai người ràng buộc với nhau, ít nhất là phải tỏ tình chứ. Ừ, thế mới hay. Thì anh cũng nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ tỏ tình người ta, nhưng mà anh cũng chưa đến ngày đấy. Ồ, đấy. Thế nói chung là đợt đấy kiểu hai người gặp nhau quen nhau xong là cứ thế mặc định là yêu luôn, không có tỏ tình, không có kiểu là em là người yêu anh nhé, anh thích em các thứ, không. Tại vì nó không phát triển theo cái kiểu mà mối quan hệ quen nhau xong rồi hẹn hò, mà là kiểu thế là vẫn đang mập mờ hay là người yêu rồi đấy. Yêu, tức là những cái gì mà bọn anh trải qua thì là người yêu rồi, nhưng mà kiểu hai người tức là vẫn nói yêu nhau nhưng mà không có tỏ tình thôi. Tức là cái lúc mà quen nhau là không có tỏ tình á, lúc mà là gặp nhau là yêu nhau luôn á. Okay. Là không có tỏ tình. Okay. Là kéo dài bao lâu ấy nhỉ? Đấy, em hỏi 4 tháng. Hả? 4 tháng. 4 tháng á? 1 tháng thì hết mẹ, nửa năm rồi, nửa năm rồi. Vãi cả nửa năm ạ. Ờ, 4 tháng là gần nửa năm rồi. À, 4 tháng còn 2 tháng nữa là gần nửa năm. Là bằng 2/3 của nửa năm, nghe thế mới đúng. À, thì tức là chỉ có một mối quan hệ đấy trong năm vừa rồi thôi đúng không? Yep. À, thì anh cảm thấy là chuyện tình cảm trong năm vừa rồi của mình như thế nào? À, anh không quan tâm đến nó lắm nên là anh cảm thấy nó bình thường. Ê, những người ta nghe được cái này người ta buồn sao? Ý là kiểu tức là sau khi anh kết thúc mối quan hệ đấy là anh cũng không có bị nhớ hay là bị buồn. Có. Anh yêu là yêu thật mà, chứ có phải là anh yêu là yêu chơi đâu. Chả là anh chưa bao giờ anh yêu một ai là yêu chơi cả. Anh không thấy mâu thuẫn à? Vừa anh kể là lúc ấy là đang buồn rồi tìm một người để chia sẻ này kia thôi mà. Xong ừ, anh... khi mà anh yêu ấy thì luôn luôn anh yêu hết mình. Anh làm cái gì cũng thế. Tức là anh luôn luôn hết mình đúng không? Anh chỉ là khi mà có những cái giai đoạn mà anh cần phải tập trung vào công việc thôi, anh sẽ tập trung vào công việc chứ không phải. Còn tức là cái tình yêu của mình nó là thật, không phải là mình đến với người ta chỉ là chơi đùa để chỉ gọi là giải quyết cái nhu cầu cô đơn đâu, mà mình yêu là mình bỏ cái tình cảm của mình vào trong đấy. Có cảm... nhưng mà đã hết mình chưa? Hả, nghe có vẻ như chưa hết mình lắm, tức là vẫn có, tại vì tình cảm là... không phải là... À, tức cảm... là đương nhiên là những cái hành động, những cái trong tình yêu thì mình chưa hết được, nhưng mà cái tình yêu của mình xuất phát từ trái tim mình là thật á, là mình cũng yêu người ta kiểu nhưng rất mà thật lý do, chứ. Nhưng mà lý do tại sao anh lại nói cái câu này không quan tâm lắm? Tại vì là hay là do kiểu như là cũng không, tại vì em nghĩ như em nhiều, nếu mà chia tay xong mà không có thực sự, tức là nói chung là nói như thế thì kiểu nó cũng giống như kiểu nói xấu người ta, nhưng anh không muốn nói xấu lắm, tức là kiểu thì anh nói rồi mà, kiểu anh cứ tìm những cái tố chất mà người con gái trước đã để lại cho mà người con gái trước để lại cho mình á. Ờ, người đấy không có. Thì tức người là anh cũng không quá mặn nồng với cái mối tình đấy đúng không? Thì đương nhiên bây giờ yêu đấy, thì yêu thật. Đấy, em hỏi cái đấy đấy, em hỏi là kiểu có hết mình không, tức là kiểu anh có cảm giác là kiểu rất là mặn nồng với mối tình đấy không? Thì không có đúng không? Tức là nếu mà về nhớ nhung các thứ, chia tay các thứ thì anh vẫn không, tại vì nhá, nó khác nhau nhá. Ví dụ như là anh chia tay xong ấy thì tại vì là anh đã gắn bó với người ta một thời gian rồi ấy, kể cả là anh không quá mặn nồng thì anh thì nó cũng đã thành thói quen rồi. Thì lúc chia tay xong cái việc anh nhớ là việc bình thường, nhưng mà không phải là anh nhớ người ta hoàn toàn là nhớ người ta, mà là anh nhớ cái cảm giác quan tâm nhau, có người quan tâm các thứ ấy. Anh hiểu không? Anh không nhớ cảm giác người ta quan tâm mình, mà anh nhớ những cái kỷ niệm hai đứa bên nhau thôi. Thì đấy, thì bởi vì là nó thành thói quen rồi, tự dưng mất đi nó sẽ bị hụt hẫng với cả các thứ ấy. Chứ nếu mà anh thực sự yêu người ta, em nghĩ là sẽ không dễ quên như vậy đâu. Thì anh có quên đâu, anh chưa bao giờ quên ai cả. Không, ý là kiểu như là dễ dễ nhạt nhòa như vậy á. À, dễ nhạt nhòa là do, anh nghĩ là do thứ nhất là một phần là do kiểu anh đặt công việc, ưu tiên công việc nhiều quá. Một phần là do anh ưu tiên công việc nhiều quá. Tức là sau khi chia tay xong là anh tập trung vào công việc nên là anh cũng không. Trong lúc yêu ấy thì chính vì như thế thì hai người mới không còn mặt đồng với nhau chứ. Thì em đang hỏi cái là tại sao chia tay xong nhanh quên thì không? À sao nhanh kiểu nhanh như quên. Là... Nhanh kiểu như là nhanh là nhanh hết hồi buồn, hả? Hết buồn. Ờ nhanh hết buồn bởi vì trước đó tôi đã bị giày vò, tôi đã bị các cô gái trước phũ phàng rồi. Trái tim này nó đã được rèn luyện rồi. Trời ơi. Đương nhiên rồi, bây giờ anh trải qua rất nhiều mối tình mà anh bị, anh là người bị chịu thiệt rồi thì đương nhiên mình sẽ khác rồi.
cái chuyện đấy là chuyện đúng mà. Bây giờ làm gì cũng có thằng con trai nào mà bị 10 cô gái phũ, xong đến cô gái thứ 11 phũ mà nó vẫn buồn như cô gái đầu tiên. Chả có thằng nào như thế luôn. Làm gì có thằng nào không, như thế. Tại vì em nghĩ là cái độ cái mức độ buồn sau khi chia tay nó phụ thuộc vào tình cảm của mình cái lúc mà mình yêu người đấy á. Tại vì á có những người mà ví dụ thì là, đúng rồi, nó không theo thứ tự đâu á, anh không hiểu á. Thì đúng rồi, tức là khi mà mình yêu người con gái đầu tiên mình yêu rất là sâu đậm, nhưng mà mình bị đổ vỡ này, đến người con gái thứ hai mình yêu cũng sâu đậm nhưng mình đổ vỡ, thì chắc chắn đến người con gái thứ ba mình sẽ có một cái cảm giác đề phòng, mình không bao giờ dám yêu người đó một cách thì hết đấy, mình nữa. Thì lúc ấy là đấy không phải là do, đấy không phải là do thứ hai thứ ba, mà là do lúc đấy anh không hết mình thì anh sẽ không thể nào mà. Thì tại vì những người trước nó khiến cho mình có một cái cảm giác là mình không dám hết mình, bởi vì mình sợ mình sẽ lại bị đau lòng một lần nữa, đúng không? Thì làm sao mà anh dám hết? Bây giờ một người con gái nào nó phải thực sự là làm cho mình xóa bỏ cái nỗi sợ mà mình đã bị gặp trong quá khứ. Ờ, những cái sự đề phòng ấy, người con gái nào mà phải giúp mình xóa bỏ những cái sự đề phòng đấy thì đương nhiên là mình mới thoát ra khỏi được cái tình trạng đấy. Tại vì bây giờ mình vẫn còn đề phòng, tất cả những người con gái sau này thì chắc chắn là anh yêu ai anh cũng sẽ đề phòng thôi, bởi vì là anh đã trải qua nhiều mối tình đổ vỡ rồi thì làm sao mà không đề phòng được. Bây giờ tự nhiên bây giờ lại mất khoảng tầm mấy năm đau buồn vì người ta, không được. Em nghĩ là đề phòng hơn cho cái việc chọn thôi, tất cả đề phòng phải... không em ạ. À, việc chọn thì anh thấy rất nhiều người con gái nhá, chọn kỹ vãi cả đái cuối cùng vẫn đau khổ, chọn rất kỹ luôn ấy. Thật sự anh quen rất nhiều người, họ kỹ, họ chọn người yêu rất kỹ, cuối cùng thì sao, yêu thậm chí còn được 2 tháng thôi là chia tay rồi. Nên là cái việc chọn nó hên xui lắm, anh thấy cái việc chọn nó hên xui. Nhiều khi mình nghĩ là mình chọn người này hợp lý, nhưng mà đến lúc yêu vào thì nó nhiều chuyện ấy. Nên nhưng là mà có những cái là nó đúng ở thời điểm đấy, nhưng mà sau này nó không đúng thì mình không thể đoán trước được nhá. Em ví dụ như là hai người mà yêu nhau mà xong rồi kiểu người ta có hứa với nhau là sẽ bên nhau trọn đời á, thì cái thời điểm đấy là người ta yêu nhau thật, rất là yêu nhau thì người ta hứa như đúng, thế đúng, nhưng đúng, mà ví dụ như là đúng, qua 2-3 năm nữa người ta thay đổi thì người ta không yêu nữa, nhưng mà mình không thể lo lắng cái tương lai được, mình chỉ biết ở hiện tại thôi. Thì cái việc chọn là cái việc chọn ở hiện tại á, nó không phải là việc chọn tương hiện tại lai. À? Đấy, ví dụ như là ví dụ em đi, bây giờ mà em bước vào một mối quan hệ á thì em cũng không thể chắc được là 2-3 năm nữa người ta có thay đổi hay không, nhưng mà đấy là cái lựa chọn tốt nhất của em ở thời điểm hiện tại và người là người lý tưởng nhất của em ở thời điểm hiện tại. Thì em đúng. Nhưng mà nếu mà anh còn trẻ thì anh sẽ như em, bởi vì bây giờ anh cái gì, anh hơn em có 1 tuổi đấy, âm lịch có 1 tuổi đấy, đấy nói cái gì đấy. Nhưng mà anh cảm thấy là mình không còn nhiều thời gian để mình có thể yêu đương một cách thoải mái như thế nữa. Anh yêu đương anh sẽ hướng tới hồi kết, em hiểu không? Hướng tới hồi kết, tức là hướng tới một cái gì mà hai người có thể yêu nhau thật lâu và đi đến hồi kết kiểu vậy. Anh không thể là yêu một người hết mình ở thời điểm hiện tại, xong tương lai có thể người thay đổi, xong chia tay, xong anh lại đi tìm một người nhưng khác. Nhưng mà anh có biết là cái kết anh quả như thế được. Kết quả của cuối cùng là nó là kết quả, tức là cái cuối cùng đấy nó là kết quả của hiện tại không? Đúng không? Tức là ví dụ như là anh có giàu có hay có phát triển hay không là kết quả của việc hiện tại anh có cố gắng hay thì không? Thì đúng. Thì bây giờ bây giờ ví dụ anh cũng... một mình anh cố gắng nhưng người kia không cố gắng, xong người kia gặp mối ngon hơn anh, gặp thằng đẹp trai hơn, giàu hơn, nó lại yêu người kia thì sao? Một mình anh cố gắng đâu có đủ, đúng không? Mình đâu có quyền, mình không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ trừ bản thân mình. Thì cái đấy là nó liên quan đến cái việc là mình hiểu được cái gì mình kiểm soát được và không kiểm soát được, thì tức là mình sẽ không đặt kỳ vọng vào những cái mình không kiểm soát được. Thế thôi, chứ không phải là mình không cố gắng. Thế bây giờ nhá, em lấy ví dụ nhá. Thì bây giờ cái cảm giác anh lo sợ này, cái cảm giác anh lo sợ là cái cảm giác anh cố gắng nhưng không đạt được. Tức là anh không ngại chờ đợi, anh không ngại cố gắng, nhưng anh chỉ sợ là những sự chờ đợi của mình, những sự cố gắng của mình. Thì anh đừng kỳ vọng vào những cái mình không đạt ấy được là được. Không kiểm soát được là được. Em ví dụ như là em cũng không biết là cái fanpage của mình nó có phát triển hay không, nhưng mà em không thể chỉ vì như thế mà em không làm được, em vẫn phải làm thôi. Còn nó đến đâu nó đến, thì em không đặt kỳ vọng vào những cái em không kiểm soát được, đúng không? Nhưng mà cái chuyện công việc nó sẽ khác chuyện tình yêu. Cái chuyện fanpage của em nó là chuyện công việc, nó sẽ khác chuyện tình yêu. Thì biết rồi, thì em lấy ví dụ cho dễ hiểu thôi, chứ còn chuyện tình yêu thì đấy, như em nói là mình đã cố gắng hết sức ở cái phần chọn đối tượng rồi, xong rồi mình chọn xong rồi thì mình cũng cố gắng hết sức để xây dựng chuyện tình cảm đấy thôi, còn sau đấy nó như thế nào phụ thuộc vào người ta chứ, sao mà mình ấy được, sao mà mình kiểm soát được, thì... đúng không? Thì mình đã chọn rất kỹ mà người ta vẫn còn đi nữa thì nó sẽ lại một lần nữa khiến mình đau khổ. Đấy là cái chuyện chả tránh được. Bây giờ em nghĩ là cái chuyện đau khổ là cái trải nghiệm trong cuộc sống phải có, chả có ai mà sống mà không đau khổ à? Thì đấy nên thì là em thay cũng bình thường. Thì đấy, thì nên là bây giờ anh muốn là bản thân trở nên thực sự là ưu tú, để mình phải yêu một người ưu tú đã, thì là nó là cái chọn ấy. Mình phải chọn một người ưu tú đã. Em có một cái có một cái câu hỏi này em định đặt nhưng mà em chưa hỏi. Đấy là tại vì khi anh nói về cái người mà lý tưởng của anh trong quá khứ mà anh đã gặp được ấy, thì em định hỏi là kiểu anh có
có còn tiếc không ấy, hay là vì còn tiếc không mà không anh, nếu như cho anh trải qua cảm giác đấy một lần nữa anh vẫn muốn trải qua, bởi vì nếu như không có cái chuyện đấy thì sẽ không có anh bây giờ. À ừ thì không tiếc, tức là không phải là tiếc vì đã trải qua mà là tiếc nuối vì đã mất đi ấy. Tiếc nuối vì đã mất đi à? Tức là bây giờ kiểu như là cho quay lại thì có. Đương nhiên là không rồi, bây giờ quay lại đương nhiên là không, không phải là vì bây giờ anh đã khác, mà bởi vì khi mà bây giờ quay lại những cái gì anh yêu sẽ là kỷ niệm chứ không phải là yêu người con gái đấy nữa. Tại vì anh yêu cái kỷ niệm mà hai đứa bên nhau, hai đứa đã từng trao cho nhau những kỷ niệm tuyệt vời như thế nào, hai đứa đã từng yêu nhau nồng cháy như thế nào. Bây giờ quay trở lại thì chắc chắn là anh sẽ không yêu được người đấy như ngày đó nữa, mà chắc chắn là sẽ có một cái sự đề phòng, rồi là người đó cũng chắc chắn cũng sẽ không yêu anh được như cái hồi đó người ta yêu anh nữa. Nên là chắc chắn là sẽ không có sự quay lại. Chỉ là kỷ niệm thôi chứ không có tiếc đúng không? Nó chỉ là kỷ niệm thôi mà không có tiếc. Thế định hỏi cái gì nữa ta? Tức là ngoài cái một mối tình trong năm vừa rồi ra thì có bao nhiêu mối mập mờ? Mối mập mờ? Không hề có một mối mập mờ nào. Tức là tìm hiểu ấy, trong giai đoạn tìm hiểu không thôi. Không có luôn. Bởi vì là thực sự là họ phải có một cái gì đó thì anh mới muốn mập mờ. Nhiều khi họ phải có một cái gì đó thì anh mới muốn mập mờ, chứ còn không thì không có mập mùng với anh. Là hết kiểu đấy. Tìm hiểu nhưng mà không trở thành người yêu. Không, anh không có nhu cầu tìm hiểu bất kỳ một ai cả. What? Phải tìm hiểu mới thành người yêu được chứ? Không, tại vì anh không có nhu cầu có người yêu. Tức là với anh ấy, nhu cầu của anh. What? Thế cái bạn kia không tìm hiểu à? Không, thì anh đã bảo rồi gặp yêu luôn mà đi. Thì cũng phải tìm không hiểu xem là con người người ta như thế nào chứ. Không có một cái tìm hiểu gì luôn, không có một tìm hiểu. Ủa gì nhưng luôn. Mà là sao anh biết là đúng người? Anh không tìm hiểu sao anh biết tính cách của người ta hay là công việc của người ta hay là mọi thứ? Anh đâu có biết đâu, gặp nhau yêu luôn mà, cái mối tình trong năm vừa rồi gặp nhau yêu luôn mà, đâu có biết đâu, không có tìm hiểu. Tại vì lúc yêu vào rồi thì bắt đầu mới hỏi, em làm nghề gì, em. Ủa là sao? Sao lại không cảm thấy công việc và yêu là sao? Đấy thì thế, thì anh đã bảo là gặp là yêu luôn chứ không có một tìm hiểu nào hết, không. Ủa, có tìm hiểu nào hết. Anh cũng chẳng có một cái mối quan hệ mập mờ nào trong năm vừa rồi cả. Tại vì trước giờ anh ít khi, không phải ít khi mà hình như anh chưa mập. À đâu, có mập mờ chưa nhỉ? Để anh nghĩ coi. Anh không thấy là kiểu câu chuyện của anh nó mâu thuẫn à? Vừa nãy thì anh kiểu như là tỏ vẻ như là anh tìm hiểu, tức là anh chọn người rất là kỹ, anh không thể yêu bừa được. Sau lúc sau thì lại thì đấy, thì đúng rồi, anh chọn người rất là kỹ nhưng mà chè bảo anh yêu đi, anh cua luôn, anh buồn anh yêu đi. Em thấy nó bị mâu thuẫn kinh khủng luôn ý. Anh chưa biết nó mâu thuẫn ở điểm nào. Đấy là kiểu anh yêu bừa một người đấy, anh không cần tìm hiểu luôn đấy. Thế nhưng mà vừa nãy anh lại bảo là anh phải tìm hiểu thật là kỹ, anh không thể yêu bừa được. Vừa nãy là anh là kiểu như là nói là anh rất là cẩn thận cho việc chọn người, đúng không? Đâu? Bởi vì là anh sẽ luôn đề phòng, anh luôn đề phòng. Anh luôn đề phòng là anh luôn đề phòng, tức là sau này những người anh yêu ấy thì không bao giờ anh yêu hết mình cả, chứ nó liên quan gì đến việc anh chọn người? Nó có đâu có liên quan gì đâu. Tức là tất cả những người con gái sau này khi mà chia tay cái bạn kia ấy, anh yêu ấy thì anh luôn luôn giữ một cái, ví dụ cái cọc tình yêu nó như này nhá, thế anh chỉ yêu từng này thôi để tránh cái việc mà mình yêu người ta quá sau rồi mình chia tay thì mình sẽ bị buồn, mình sẽ khó có thể gượng lại được. Chứ nó liên quan gì đến cái việc bạn yêu trong năm nay đâu, nó chả liên quan gì. Em không biết phải giải thích thì anh sao, nhưng mà em thấy là nó bị rất là mâu thuẫn luôn. Bởi vì nếu mà anh không để tìm hiểu người ta, anh không biết được quan điểm sống của người ta thì làm sao mà anh có thể gắn bó với tin tưởng, đủ tin tưởng để gắn bó người đấy được, đúng không? Thì đấy, thì bây giờ 1 tháng, thì mình có phải là gắn bó với người ta lâu đâu, Tức thế là, thì nó mới có câu chuyện. Tức là trước khi chuyện bước là yêu tình yêu á. Thế nếu mà như thế nhá, nếu mà em đấy mà... đấy là khi mà anh yêu nghiêm túc nhá, khi mà anh yêu tức là nghiêm, tức là thực sự là anh. Thực sự là anh muốn yêu người ta thì anh sẽ tìm hiểu về người ta. Còn đây ý, là khi mà anh đang trong một cái quá trình cô đơn, nhưng không phải là kiểu anh muốn yêu bừa một người, anh không muốn yêu bừa một người, nhưng mà tần chè nó bảo kệ yêu đi anh, kệ yêu bừa đi anh, yêu đi. Đấy thì là ok, thôi thì mình cứ thử bừa một người xem như thế nào. Tức là em vẫn cảm giác như là trong 4 tháng đấy là anh với người ta đang tìm hiểu nhau ấy, đang tìm hiểu nhau trong cái giai đoạn. Tức là anh phải hiểu là ấy, để tức là vừa yêu vừa tìm hiểu luôn, tức là nó giống như kiểu yêu trước tìm hiểu sau á. Đấy, nhưng mà vấn đề là ấy, nếu anh phải tìm hiểu người ta thì anh mới đủ tin tưởng vào người ta được, bởi vì nếu anh không biết là người ta là người như thế nào hay là quan điểm sống người ta như thế nào thì anh sao không tin khi, tưởng được. Anh chỉ kỳ vọng vào người ta khi mà anh xác định là anh sẽ cưới họ hay gì thôi, còn khi mà anh yêu ấy, anh không, tất cả những mọi thứ anh bỏ qua hết, kể cả họ có những cái tính xấu như thế nào anh không bao giờ quan tâm, bởi vì đấy là khi yêu anh không bao giờ anh so sánh gì, nhưng khi mà vợ anh thì sẽ khác.
sao thiếu nghiêm túc quá vậy? Kiểu như là anh không ngờ kỳ vọng một cái gì khi yêu cả. Tức là khi yêu thì anh yêu một cách rất là thoải mái. Chỉ có khi cưới đấy không phải là bóc voi à, đấy không phải là chắc voi, đấy là không phải là chơi bời à. Tại vì anh không có xác định cái gì cả, anh không có trách nhiệm luôn, anh không có đúng không? Chịu rồi. Phải không? Chịu. Anh không có trách nhiệm gì nữa. Không, anh thấy là khi yêu thì mình nên thoải mái. Bởi vì khi mà mình cứ xét nét người ta ấy thì dễ chia tay lắm. Anh thì anh không thích thế. Yêu thì mình hết mình thôi. Yêu mình hết mình, cứ yêu người ta hết mình thôi. Còn đến được với nhau hay không thì nó là nhiều, nó ảnh hưởng nhiều yếu tố. Rất là khi yêu nha, yêu hết mình cái gì, trong khi là anh nói là anh cứ yêu thôi, anh đề phòng rồi là anh thế này thế kia, xong rồi đề phòng là đề phòng là đề phòng là mình không yêu họ hết mình thôi, không yêu họ đến mức mà khiến cho đề phòng là yêu họ không để mình bị lụy ấy. Tức là bây giờ em thấy nhiều bạn cứ hay lên livestream hỏi là anh ơi em thích người kia quá, người ta chia tay em thì làm nào. Đấy là do mình yêu người ta quá đúng không? Anh không bao giờ để mình rơi vào cái trạng thái như thế. Anh chỉ đề phòng và đề phòng cái đấy thôi. Đấy là đề phòng, đấy là không hết mình đấy. Bởi vì anh có biết là khi yêu hết mình là người ta sẽ phải hy sinh và người ta sẽ phải như thế nào không? Người ta sẽ phải cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ. Rồi rồi, ok, đồng ý. Nhưng mà anh yêu ấy là anh không có trách nhiệm, là anh không cố gắng hy sinh, là anh không cố gắng xây dựng, hiểu không? Thì đấy là anh đang rất là thiếu trách nhiệm về mối quan hệ đấy. Bởi vì anh luôn để mình ở trong cái trạng thái là mất đi cũng được không sao cả. Đúng không? Ok, đấy. Đồng ý. Thì đấy nó là đang là cái giai đoạn mà kiểu nó đối với em thì nó chỉ là chơi bời thôi. À, đối với em đấy, nó chỉ là chơi bời thôi. Đây chỉ là cái mối quan hệ chơi bời thôi, bởi vì anh không nghiêm túc với nó, anh không có trách nhiệm với nó. Đúng không? Ok, thì cứ cho là thế đi. Nó là thế chứ còn cho cho gì cho gì. Cứ cho là thế đi. Trời ơi, đấy. Nói chung là nhưng mà anh không thích cái kiểu mà đang yêu xong suốt ngày chê nhau, anh thấy ghét cái kiểu đấy. Đấy không phải chê, không phải chê, cái tìm hiểu tức là mình phải biết được là người đấy có phù hợp với mình không ấy. Nha, biết người ta có phù hợp hay không về quan điểm sống này, về cách sống này, về cách suy nghĩ này, về nhân sinh quan, thế giới quan này, thì mình biết được là cái Uầy. Tại cái kiểu như thì là... đương nhiên rồi, anh có một vài điểm phù hợp, rất là phù hợp với người ta luôn. Rất phù hợp với người ta. Có vài điểm rất phù hợp, nhưng những điểm còn lại không phù hợp thì làm sao hả em? Thì mình chia tay à? Điên à, mình sẽ tức là nhá, ví dụ đi là đối với em nhá, thì là sẽ có những cái mà mình hoàn toàn có thể kiểu như là thay đổi từ từ để thích hợp, để thích nghi với nhau được. Đúng không? Còn có những cái như kiểu là cái quan điểm mà cố định ấy về cái kiểu như con người của mình ấy thì nó sẽ không thể thay đổi được. Em ví dụ nhá, ví dụ như là em tìm một người hay là em có ý định yêu một người á, thì ví dụ như là em với cả người ta có thể là khác nhau về cái ngoại hình, ví dụ như là một người đẹp, một người xấu hay như thế nào đấy. Hay là để ví dụ như này đi, tức là em hay nói với mọi người là em sẽ cần một người tử tế, đúng không? Tử tế, chân thành và tử tế, chân thành và cái gì nhỉ? Em quên mẹ mất rồi, như đại khái là nó sẽ có có 2-3 điểm như thế là cái điểm mà tối thiểu, còn những cái khác mình hoàn toàn có thể thích nghi được, ví dụ như là công việc này, ví dụ như là hoàn cảnh này, ví dụ tức là hoàn cảnh gia đình ấy, hay là ngoại hình hay là thu nhập. Đúng rồi. Hoàn cảnh gia đình và ngoại hình là hai cái thứ không bao giờ là tiêu chí hàng đầu của anh, nhưng mà nếu mà có thì tốt hơn, chỉ là thế thôi. Còn ví dụ như là quan điểm sống thì ví dụ như là một người mà rất là có rất sống rất là tích cực, còn một người thì tiêu cực với cả không có hướng đi lên, làm sao mà có thể phù hợp với nhau được, đúng không? Tức là những cái là cái trong con người và những cái là ngoài con người ấy, hiểu? Anh hiểu. Thì tính cách à, nếu mà nói về tính cách à, tại vì mình phải tìm hiểu người ta thì mình mới biết được là cái quan điểm sống của người ta như thế nào chứ. À, nếu mà là người ta là một người mà thì kiểu... rồi ok anh hiểu rồi. Thì đúng là có một vài tính cách ở người ta mà anh cực kỳ không thích và anh cực kỳ ghét cái tính cách kiểu đấy luôn. Cực kỳ ghét luôn. Mà anh cũng góp ý với họ nhiều lần rồi ấy. Nhưng mà những lần sau họ vẫn vậy à? Là sao? Là tính cách gì? Đó là cái tính, nói chung là anh không biết gọi cái tính cách đấy là gì, nhưng mà nó là kiểu tính cách kiểm soát ấy. Kiểm soát nhau trong tình yêu ấy. Một cái tính cách mà anh cảm thấy rất là anh khó chịu. Lấy một ví dụ đi. À, bây giờ ví dụ đi, một cái ví dụ mà anh cảm thấy là hơi khó chịu một tí, ví dụ nha. Sao ta? Anh bảo là ví dụ làm sao để cho nó thực sự là nó dễ hiểu bây giờ nhỉ? Cái ví dụ nhỏ đi thì em sẽ anh tức là anh không biết ví dụ như nào, có thể những cái ví dụ anh nói ra thì lại thành sai, là lại người người sai lại là anh. Kiểu như là
Ví dụ như anh bảo là anh bận, anh đang làm việc, thì người ấy lại nhắn tin cho bạn của anh và hỏi là có thật sự là anh đang làm việc hay không, hay là anh đang nói thế để anh đi chơi. À, kiểu như thế. Đúng không? Thiếu tin tưởng đúng không? Ờ, là một trong những cái tính cách mà anh cảm thấy nó rất là khó chịu, vừa phiền cho người bạn của anh và khiến cho anh cảm thấy không hài lòng nữa. Kiểu Hello, bác nhiều bác... lần, nhiều lần như thế rồi chứ không phải một lần. Thế này anh cảm thấy khá là khó chịu. Tức là cái việc không đủ tin tưởng nhau thì rất là khó để duy trì mối quan hệ, không thể duy trì được. Còn ví dụ như kiểm soát nó giống như kiểu là kiểm soát anh ấy, kiểu lúc nào cũng phải muốn biết chắc chắn là anh có đang làm cái việc đấy hay không, hay anh đang lừa em ấy. Đấy không, em nghĩ là đấy là thiếu tin tưởng á. Thiếu tin tưởng thì em nghĩ là nó có thể lý do nguyên nhân có thể đến từ cả hai người. Ừ. À, nguyên nhân cả hai người có thể anh không tạo cho người ta được cái cảm giác tin tưởng, bởi vì anh như vừa nãy nói là anh luôn đề phòng, với cả anh không có hết mình, không có hy sinh, không có cố gắng gì cả vì một quan hệ đấy. Ok. Thì đấy thì cũng là nguyên nhân từ anh. Thì hai người mới đến dẫn đến như thế. Ừ thì anh luôn luôn anh nhận sai mà, chứ nói thật là anh trong mối quan hệ của bạn ấy thì anh nghĩ là anh sai nhiều hơn. Chắc chắn là anh sai nhiều hơn rồi nên là anh sai nhỉ, em sai. Thì anh chỉ muốn nói một cái tính cách mà anh không thích ở bạn ấy là cái tính cách đấy thôi. Nhưng mà nếu mà anh yêu người tiếp theo và anh vẫn tiếp tục coi đấy là một cái mối quan hệ mà không có trách nhiệm thì sẽ tiếp tục như thế tiếp thôi. Tức là vẫn sẽ không đủ tin tưởng nhau thôi, có thể là người đấy sẽ không thì bây giờ thế thì anh mới không yêu ai nữa cơ. Ở đấy thì em đang nói nhá, có thể là người đấy sẽ không nhắn tin cho bạn anh nhưng mà người đấy vẫn sẽ rời đi bởi vì không đủ tin tưởng anh ấy. Em nghĩ là tại vì một mối quan hệ nó phải từ cố gắng từ cả hai người chứ không phải chỉ có một người không đúng không? Dạ. Anh muốn gửi lời xin lỗi tới ai nhất? Xin lỗi tới ai, rất là xin lỗi tất cả những người mình đã làm tổn thương. Nhất đi, tiêu biểu một hai người thôi. Thử xem là nhất à? Có chơi được tình cảm của ai không? Có làm ai thất vọng không? Có làm ai buồn phiền gì không? Nhất thì chắc là nhất à? Anh thì anh làm nhiều người buồn lắm. Ôi trời ơi, nói tối cũng chịu. Nhiều người buồn, nhưng mà nhiều người buồn ý là có cả bạn bè, cả người yêu các thứ ấy. Thì anh cảm thấy một xíu ai nhất. Xin lỗi anh nhé, anh nghĩ là chắc là xin lỗi bạn người yêu cũ. Anh nghĩ là vậy. Thì đã không tốt đối xử tốt bạn ấy hơn à? Vì anh nghĩ là do bạn ấy, do anh nghĩ là những cái đức tính mà anh không thích ở bạn ấy thì hoàn toàn có thể sửa được, nhưng mà vấn đề là anh không thể nào mà cân bằng được trong cái lúc mà bản thân anh còn chưa cân bằng được. Anh không thể nào mà cân bằng được luôn, thật sự. Tức là anh đã không thể cân bằng nổi. À, tức là anh đã không hy sinh được vì bạn ấy cái gì đúng không? Ừ. Tức là anh đã đặt cái mối bận tâm về công việc, về cuộc sống của anh lên trên bạn ấy không? Ừ. Nhưng mà anh lại vẫn đòi mình là cái sự ưu tiên của người ta, nhưng mà anh lại không đặt người ta là sự ưu tiên của mình, thì mâu thuẫn đâu. Thì anh đâu có đòi, khi mà gặp bạn ấy anh đâu có đòi đâu. Thì anh cũng biết mình tệ đúng không? Tại mình anh biết mình tệ mà, anh chưa bao giờ nói là mình kiểu là một chàng trai thực sự là nguyện mộng, kiểu nó gentleman trong tình yêu cả, kiểu không phải là người tinh tế. Nhưng mà ít ra anh không phải là fuckboy như mọi người nói, không phải là kiểu anh gặp đứa này chén đứa này, gặp đứa kia chén đứa kia. Anh chỉ là bad boy thôi thì okay. Nhưng mọi người cứ bảo anh là fuckboy, đéo hiểu. Trong khi mẹ có làm cái gì đâu. Ok, em hiểu. Nói chung là vẫn tối. Em thấy là cái kiểu one night stand đây là kiểu đấy nó còn đỡ hơn ấy, tại vì mọi người đều biết là đấy là cái sự trao đổi, còn đây là anh kiểu anh nhận tình cảm của người ta nhưng mà anh không muốn để lại, anh hiểu không? Thì anh không chắc, thì chẳng nghĩ anh không yêu người ta chắc. Nhưng mà vấn đề là nó sẽ để lại cái sự giày vò lớn hơn rất là nhiều ấy, anh hiểu không? Tức là người giày ta sẽ vò. Tại khi vì mà họ yêu ta... anh họ cũng nhận được, anh yêu họ họ anh cũng nhận được, thì nó là sự trao đổi, cũng là sự trao đổi thôi mà. Nhưng mà nó không nhiều. Ví dụ như em cứ phải đòi công bằng cho bạn nữ kia nhỉ? Cay phải. Trong khi anh thấy nó công bằng mà. Công bằng. Anh thấy nó công bằng. Anh yêu bạn ấy cũng nhận được từ anh mà bạn ấy yêu anh thì anh cũng nhận được từ bạn ấy. Nhưng mà anh cũng nhận được từ bạn ấy. Nó có thể là cái sự bạn ấy buồn anh cũng buồn, có phải là bạn ấy buồn anh vui đâu, kiểu chia tay đấy vui thế. Có phải anh như thế không?
anh bạn ấy buồn nhiều hơn, tại sao bạn ấy lại buồn nhiều hơn, mà tại sao không phải anh với bạn ấy không buồn cùng nhau, hoặc tại thậm chí sao? Là anh buồn nhiều tại hơn. Tại vì nhá, tại vì lý do bạn ấy buồn nhiều hơn á, bởi vì bạn ấy đặt anh lên vị trí ưu tiên và bạn ấy kiểu rất là quan tâm anh, hay là đặt rất nhiều tình cảm vào anh, nhưng mà anh lại để công việc lên trên và anh luôn đề phòng, anh không hết mình. Thì khi mà anh không hết mình thì anh làm sao mà có thể buồn nhiều bạn ấy được, đúng không? Với một người mà ví dụ người ta đặt anh ở cái vị trí ưu tiên, rất ưu tiên luôn, thậm chí đến cái mức là luôn luôn lo lắng xem là anh có thực sự là anh đang làm việc hay không ấy, thì người ta sẽ lo lắng, thì người ta sẽ thì khi thì người ta sẽ đặt nhiều tình cảm anh hơn, thì anh sẽ buồn hơn rồi, chứ. Ok ok, bạn ấy buồn hơn thì anh xin lỗi bạn ấy, được chưa? Xin lỗi bạn chưa hả? Sao lại còn được chưa nữa, khó chịu nhỉ? Em ơi, anh xin được chưa, được chưa, được chưa cho em? Được chưa? Ok rồi. Thì khó bền là đúng rồi, thì mình thấy là thất tình là xứng đáng mà, không không có được một mối tình mà chân thành là xứng đáng mà, bởi vì mình đâu có bỏ chân thành ra đâu mà mình đòi chân thành, đúng không?